xin giới thiệu, đây là dàn mini có model là Sony M35. Dàn này full chức năng gồm đĩa CD, đĩa MD, ngõ out, ít kết nối điện thoại, TV, máy tính, tất cả đều hoạt động hoàn hảo. Bass của loa 12cm, bass giấy, chép giấy, chất lượng âm thanh rất là hay. Sony thiên bass nên bass đánh rất là sâu và lực. Các bác nghe được đa thể loại nhạc, nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc đen, remix, tất cả đều phù hợp. Chiều cao của loa là 24cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Bộ dàn sử dụng tốt cho phòng từ 15 đến 30m2. Lưu ý giúp em, đây là hàng âm thanh loại điện Nhật, chạy điện 100V, vui lòng được cắm nhầm 2.2. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là có nhu cầu gắn Bluetooth phía trong Amply thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Bluetooth gắn phía trong Amply nó sẽ phát sóng xa hơn, chống nhiễu tốt hơn và chất lượng âm thanh hay hơn nhiều so với Bluetooth gắn phía ngoài Amply. Tâm tư rét mướt hồi coi hững hờ sẽ nát đêm dài hành tôi chưa quên tên nhẹ vuốt mái tóc đồng ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mông. Trên Amply này mình có thể chỉnh được màu sắc theo nhu cầu nha. Đây các bác có thể chỉnh được rất là nhiều màu. Mình yêu thích màu nào thì mình chỉnh vào màu đó để phù hợp với nhu cầu. Trắng, xanh, hồng, vàng, đỏ, tím, full màu. Các bác có thể cọc trước 200.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho các bác một cái remote học, tức là cái khiên học. Mình có thể chỉnh được full chức năng trên vàng. Và ngoài ra bộ vàng này em còn dư một cái khiển zin. Các bác có nhu cầu mua khiển zin kèm vàng thì liên hệ 0 08 099 để nhân viên em tư vấn báo giá và chốt hàng. Em qua thị trấn sau những ngày đánh trận đưa nhau về đây chân quen đã rồi nên ngại đêm tối xa lầy vùng má quái liêu trai. Bát rất là sâu và chắc. Đây là tổng thể mặt sau của bộ vàng, góc cạnh rất là đẹp. Công suất của Amply là 50W, công suất loa không thấy ghi trên loa, thông thường loa Sony sẽ là 100.